Nhà hàng Hello Kitty đầu tiên tại Hồng Kông phục vụ ẩm thực Trung Quốc, tin từ Hồng Kông, Trung Quốc. Mặc dù cho cơn mưa xối xả, những fan hâm mộ của nhân vật hoạt hình Nhật Bản Hello Kitty đã xếp hàng tại Hồng Kông để thưởng thức được các món ăn của một nhà hàng phục vụ ẩm thực Trung Hoa. Ông Man Kwon, chủ sở hữu cho biết rằng các nhà hàng hay quán cà phê mang phong cách Hello Kitty đã có mặt trên khắp thế giới và Hồng Kông, tuy nhiên chưa có nơi nào lại phục vụ ẩm thực truyền thống của Trung Hoa. Đây là nhà hàng độc nhất vô nhị trên thế giới. Thực đơn có 37 món ăn như điểm sắm và cơm chiên và thường có hình dạng của một chú mèo Kitty. Quán ăn này đã đông nghẹt khách vào mỗi ngày, mặc dù ngày mở cửa chính thức được xếp vào ngày 1 tháng 6 tới đây. Hello Kitty đã ăn mừng 40 năm kỷ niệm vào năm 2014 là nhân vật hoạt hình nổi tiếng nhất tại Nhật Bản. Chú mèo không có miệng này đã trở thành biểu tượng của văn hóa Nhật mang tên là Kawaii hay còn được gọi là văn hóa dễ thương, và nó được dùng để quảng bá các sản phẩm đồ chơi cho đến máy bay thương mại. Ông Quan cho biết là kể từ khi ký hợp đồng bản quyền với người chủ sở hữu của Hello Kitty vào tháng 4 năm 2014, ông đã phải đăng ký mọi chi tiết về việc trang trí và thử ăn đến trung tâm công ty để được xét duyệt. Các chi tiết trang trí được nhìn thấy rộng rãi khắp nhà hàng với logo được in ấn vào bàn, ghế, cửa sổ, đèn và cả những chiếc đũa. Ông Quan cho biết là sự phản ứng tích cực từ khách hàng rất xứng đáng với công sức đã bỏ ra. Mọi người đã đổ xô đến đây và đặt món ăn. Đến khi thức ăn được bày ra trên bàn thì ai cũng rất vui mừng và ngạc nhiên, rồi vội vàng lấy điện thoại ra để chụp hình. Ông rất vui mừng vì điều này. Cô Agnes Han là một du khách đến từ Los Angeles cho biết cô muốn tìm một nhà hàng thật nổi tiếng nhưng phải có điều gì đó đặc biệt. Và bởi vì cô là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của nhân vật Hello Kitty, cho nên đây sẽ là điểm đến tuyệt vời để dành cho cô. Người chủ nhà hàng cho biết, mục đích ông lập ra nhà hàng không phải là chiêu thức để kiếm được lợi nhuận thương mại. Ông muốn sử dụng hình ảnh của nhà hàng này để khuyến khích một phong cách sống khỏe mạnh tại Hồng Kông bằng cách sử dụng các nguyên liệu xanh và sạch và các nguồn thực phẩm thay thế tốt hơn.